Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt 5 vụ trồng cây cần sa trái phép với quy mô rất lớn và thủ đoạn tinh vi ở các khu rẫy vắng. Tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, từ tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình, kiên trì theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 4 vụ trồng cây cần sa với quy mô rất lớn trong rẫy của 4 hộ dân. Tại đây, lực lượng công an đã nhổ bỏ 1.512 cây cần sa. Cũng trong ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện thêm trong rẫy của một hộ dân ở Buôn Cô Tam, xã E Tu, thành phố Buôn Ma Thuột đang trồng 410 cây cần sa. Để che mắt người dân và cơ quan chức năng, các đối tượng đã xây tường rào cao bao bọc xung quanh rẫy. Trong các khu rẫy có cả khu vườn ươm với hệ thống đèn LED chiếu tia cực tím đắt tiền để chăm sóc cho cây cần sa phát triển tốt. Từ trước đến nay thì đây là cái lượng mà cần sa mà phát hiện mà thu giữ cùng một lúc với số lượng cần sa khô và số lượng mà cây cần sa tươi lớn nhất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và qua xác định được cái nhóm đối tượng này, chúng đã là tổ chức ươm hạt xong xuôi một thời gian, xong chúng tổ chức gieo những cây nhỏ thì có hệ thống điện, nước, chiếu sáng để tạo ra là cái đảm bảo về cái chất lượng cây. Sau đó chúng tổ chức là thu gom và đưa về tại cái xưởng mà sơ chế và đóng gói để phân phát trên các thị trường. Thủ đoạn của chúng là trồng những cái vùng rẫy và những cái nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ, tạo ra những cái ánh sáng mà tất cả những người khác không ai phát hiện được. Ngoài 1.922 cây cần sa tươi, tổ phá án còn phát hiện thu giữ hơn 80 kg cần sa khô. Các đối tượng khai nhận đã trồng cây cần sa để bán thu lợi bất chính, móc nối với nhiều đối tượng khác để mua bán cần sa trái phép, thuê người trồng, chăm sóc và đi giao cần sa cho người mua. Em mua cần sa về để bán lại kiếm lời bằng hình thức đăng lên mạng bán một lần 7 lạng, mua với giá 17 triệu, bán lại kiếm lời được 19 triệu. Một lần một kỷ mua 24 triệu, bán 30 triệu. Một lần là bán 2 lạng, giá mua 4 triệu, bán lại 5 triệu kiếm lời. Em thực hiện hành vi mua bán cái cần sa này vào khoảng cái này 2 tháng trước, là khoảng tháng 2. Em biết việc mua bán cần sa là trái pháp luật, nhưng biết người nguồn thu đem lại rất lớn nên em mua đi bán lại để kiếm lời. Sau khi hai người kia thống nhất được giá cả thì em sẽ đến nhà của anh Tần để lấy hàng và đóng gói lại và chở lên qua nhà xe để gửi ra Sài Gòn. Xong rồi em chỉ nói với nhà xe là thuốc bắc thôi chứ không có chủ động ghi gì hết. Một chuyến em nhận cần sa ở chỗ anh Tần và gửi ra Sài Gòn được trả công từ 2-3 triệu. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các vụ việc trên để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.